Thiết kế cầu rồng phiên bản Rep 11, ông chú gây sốt mạng xã hội với tác phẩm xuất sắc khiến dân tình thi nhau đấu giá. Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh ông chú là kỹ sư cầu đường đã về hưu, bất ngờ gây bão mạng xã hội với phiên bản cầu rồng Rep 11 cực kỳ công phu. Theo đó, thay vì ngồi không tận hưởng thời gian rảnh, ông chú quyết định tái hiện lại cây cầu rồng nổi tiếng bằng xốp. Dù chỉ sử dụng nguyên liệu đơn giản, nhưng từ màu sắc cho đến chi tiết trên chiếc cầu rồng phiên bản đều được thực hiện với sự tỉ mỉ đáng nể. Những đường cong, màu sắc và các chi tiết nhỏ như vảy rồng, đầu rồng, thậm chí là cả phần đuôi rồng đều được ông chú tái hiện một cách chuẩn xác, khiến nhiều người phải trầm trồ. Chủ nhân của cầu rồng, quá đẹp. Chào con. Có điện không ạ? Hai chủ nhân này rồi, chủ nhân là làm mấy ngày anh đó? Làm mấy ngày? Ngày thứ ba. Ngày thứ ba à? Chừng mới cắt xe rồi. Đẹp vậy đó. Chưa xe rồi chưa vô. Có điện luôn. Thôi con gì con? Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, cư dân mạng không chỉ bày tỏ sự thán phục trước tài năng và sự khéo léo của ông chú, mà còn bắt đầu thi nhau đấu giá để có được tác phẩm độc đáo này. Có người bình luận rằng, cầu rồng này mà về nhà đặt giữa phòng khách, vừa đẹp lại vừa độc, mình đấu giá 10 triệu. Thêm nước với lửa nữa thì bản này vô giá luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.